Chào các bạn đang nghe truyện trên kênh Dinh Ly, người đọc truyện. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Đạo Mộ Bút Ký, tác giả Nam Phái Tam Thúc, Hoa Dạ Tiền Hành, Vô Thanh Lạc Mạc. Chương 1. Giải Vũ Thần không thích mùa đông ở Nga chút nào, bảo vệ cửa nhỏ khu hành chính của nhà thờ chính tòa thánh Isaac vẫn chưa đến. Anh đứng ngoài cửa, tuyết bay đầy trời, trong thời tiết thế này, người Nga sẽ không ra đường. Chỉ có một ông già, có vẻ là công nhân rải muối, đang đứng dưới đèn đường đằng xa quan sát anh. Anh mặc áo khoác bông dày và đội mũ nỉ trắng viền đen, đứng thẳng lưng. Đêm sắp về khuya, nếu bảo vệ không đến mở cửa, chắc anh sẽ chết cống trên đường về. Đang nghĩ ngợi, cuối cùng cửa cũng mở ra, một mục sư người Nga thò đầu ra ngoài, nhìn bọn họ ngái ngủ. Người Trung Quốc, mục sư hỏi bằng tiếng Trung cực kỳ lưu loát. Giải Vũ Thần gật đầu, mục sư nói, anh đến sớm rồi. Nói đoạn chú ý đến người sau lưng Giải Vũ Thần, đó là một gã cao to, mặc áo khoác thuần đen dày nặng, đội mũ len, còn đeo kính râm. Trong mail anh nói chỉ đến một mình, người này tự túc. Mục sư nhìn gã cao to, xác nhận lại, anh chắc chứ. Chúng tôi chỉ chịu phí cho một người, ông yên tâm. Lúc này cửa mới mở ra, hệ thống sưởi bên trong vô cùng đầy đủ. Khoảnh khắc cửa mở ra, hơi nóng xộc ra ngoài, hơi ấm khiến Giải Vũ Thần lập tức sải bước đi vào. Áo khoác đen tuyền đằng sau cũng không vội vàng, mà chậm rãi bước vào. Dường như hắn hơi kháng cự lại hơi ấm. Vào trong là một hành lang, trên tường toàn là phong cách chính giáo Nga rườm rà, khắp nơi trang trí tranh tường, màu sắc thiên về xám đen, vẫn chưa bảo hòa. Ánh đèn tù mù, có một cảm giác tiềm ẩn sức mạnh tà ác. Mùi mốc của kiến trúc cổ rất nhạt, nơi đây là một điểm du lịch nổi tiếng, không khí đã bị người ta trung hòa gần hết rồi. Bọn họ phụ trách chi phí cho tôi, cậu tự túc, đúng chứ? Lúc cởi áo khoác, gã cao to xác nhận lại với Giải Vũ Thần. Giải Vũ Thần vỗ vỗ hắn, giống như đang an ủi. Hai người cởi áo khoác xong thì nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mục sư kia nói với họ, thứ đó ở trên trần nhà sảnh giữa nhà thờ. Những người khác đi hết chưa? Không, bọn họ đều định đứng xem. Đi một lát, bọn họ nhìn thấy trong hành lang xuất hiện thêm nhiều mục sư, đều cầm điện thoại. Trong đó còn lẫn vài nam nữ thanh niên người Nga, hình như là bạn của mục sư, đến hóng hớt. Giải Vũ Thần thở dài, quay lại nhìn gã cao to, người kia dùng khẩu hình nói, bọn Tây, không sợ chết, cứ thế đi. Giải Vũ Thần nói với mục sư biết tiếng Trung kia, có thể sẽ chết người, nếu lúc chụp hình bị phát giác, sẽ chết nhanh hơn. Đời người luôn lên lên xuống xuống như vậy, anh bạn à. Mục sư tiếng Trung cười với bọn họ. Gã cao to hiển nhiên rất tán đồng câu nói này, bật cười, khoác vai vỗ vỗ vai bên kia của mục sư tiếng Trung. Ba người tiếp tục đi vào sâu trong hành lang. Có thể thấy phía cuối hành lang có một cánh cửa kính, đằng sau có lẽ chính là sảnh chính của nhà thờ này, là kiểu không gian nhà thờ khổng lồ thông tầng cao đến mấy chục tầng. Mái vòm và vách tường toàn là tranh tường kể chuyện, cùng dàn đèn treo cực kỳ sang trọng, bên dưới là nơi lễ bái. Người theo dõi cũng không theo sát, mà đi sau bọn họ, cách chừng hơn 30 bước chân. Gã cao to hỏi, câu chuyện đằng sau là gì? Bên dưới sàn nhà của nhà thờ này, có 17 cổ quan tài đá từ thế kỷ 16, được chuyển tới đây từ di tích một nhà thờ khác đã bị người Đức phá hủy trong Thế chiến thứ hai. Bên trong là đủ kiểu nhân vật tôn giáo. 60 năm trước, có một người Trung Quốc đã cất một thi thể vào một cổ quan tài đá trong số đó. Bây giờ thi thể ấy có vấn đề. Nhà thờ chính giáo, vì sao lại giữ thi thể người Trung Quốc? Là cất giữ phi pháp, chưa được cho phép. Không biết bọn họ đã đưa thi thể vào thế nào? Vì cực ít người biết được lối vào khu vực để quan tài đá. Đến giờ mới phát hiện. Anh bạn, loại quan tài đá nhà thờ này bình thường sẽ không được mở ra. Nếu không vì thi thể bên trong có vấn đề, thì đến ngày tàn của vũ trụ anh cũng sẽ không phát hiện trong đó có thêm đồ. Mục sư tiếng Trung nói, cho đến sáng hôm qua, xảy ra biến cố, chúng tôi mới phát hiện. Vừa nói bọn họ vừa đi đến trước cửa kính, mục sư tiếng Trung nói vài câu tiếng Nga vào bộ đàm, hình như là báo cho người phòng điện. Kế đó đèn đóm sau cửa kính đều sáng lên, hệ thống chiếu sáng ở sảnh lễ nhà thờ thật đáng kinh ngạc. Thoát cái đã có ánh sáng trắng rực rỡ từ sau cửa kính chiếu ra. Cánh cửa này phút chốc giống như cánh cửa sáng của thiên đường vậy. Trước đây cường độ chiếu sáng này chỉ được khởi động khi có sự kiện tôn giáo quan trọng, hiện tại vì mấy người Giải Vũ Thần mà mở lên hết. Đẩy cửa kính ra, ba người bước vào, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Giải Vũ Thần ngẩng đầu, liền trông thấy thứ mà mục sư tiếng Trung nói. Đó là một xác khô, lơ lửng giữa không trung, dán sát vào mái vòm sảnh lễ, cách mặt đất vô cùng cao. Dù ở khoảng cách này, Giải Vũ Thần vừa nhìn vẫn nhận ra ngay, xác khô này mặc một bộ đạo bào của đạo sĩ, phần lớn đạo bào đã mục nát, nhưng hình dáng vẫn xem như hoàn chỉnh.
Bắt mắt nhất là búi tóc trên đầu xác khô là phiên thiên ấn điển hình, chắc chắn người này là một đạo sĩ chính hiệu, nhưng đã chết được mấy chục năm rồi. Trên mái vòm toàn là những tranh tường tòa thánh phức tạp, xen giữa là những vách ngăn màu vàng cực kỳ tinh xảo, hoàn toàn trái ngược với phong cách của đạo sĩ. Giấu một thi thể đạo sĩ vào quan tài đá của nhà thờ chính giáo, đúng là nhân tài. Gã cao to bật cười, sao người Tây biết chuyện này liên quan đến chúng ta? Trong quan tài đá còn cất một tờ báo từ 60 năm trước, báo từng được ngâm dầu, trên đó có một tin được khoanh lại bằng bút lông, là tin năm đó chúng tôi xử lý sự việc tương tự, cách thức liên lạc trên đó vẫn còn khả dụng. Người 60 năm trước muốn trong mấy ngày này, khi thi thể xuất hiện vấn đề, người ở đây sẽ liên hệ với nhà chúng tôi. Vừa nói, bọn họ vừa đi ngang qua một cái hố lớn trên mặt đất, sàn nhà đá hoa cương gần như sập xuống, để lộ không gian bên dưới. Thì ra cả nhà thờ đều được nâng lên độ cao khoảng nửa thân người, bên dưới có không gian kiến trúc rất lớn, là một phòng ngầm trần thấp, quan tài đá được phân bố rải rác trong không gian này. Bây giờ dưới hố chỉ có một cổ quan tài đá, nắp quan tài đã nứt gãy lật sang một bên, thi thể đạo sĩ lơ lửng trên trời, có lẽ chui ra từ quan tài này. Sao lại bay lên? Truyền thuyết nói trước khi thi thể thi giải thành tiên, sẽ trở nên nhẹ hơn bụi. Thế này là thành tiên thất bại sao? Bình thường cậu xử lý mấy chuyện này, sẽ không tìm tôi đi cùng, chuyện này hóc búa lắm sao? Giải vũ thần gật đầu, ngước lên nhìn thi thể cao không với tới được. Anh thở dài, vô cùng hóc búa. 60 năm trước, có một người lặn lội đến Liên Xô, giấu một thi thể đạo sĩ Trung Quốc xuống lòng đất một nhà thờ ở Saint Petersburg. Logic đằng sau hành vi kỳ quái này, thực ra giải vũ thần có thể đoán được. Hay là trước khi tôi lên đó, cậu kể tôi nghe xem. Nếu nói theo huyền học, thì là có người đang ngăn cản nó thành tiên, cho nên chuyển nó từ trong núi Trung Quốc đến đây. Muốn thành tiên cần phối hợp với địa khí, nơi đây là nước ngoài, địa khí đông đặc, âm dương ngũ hành đều khác với Trung Quốc. Thi thể này lột xác 60 năm ở đây, mấy hôm nay bắt đầu vũ hóa, nhưng môi trường khác biệt, nên thất bại. Phải có thù hận lớn cỡ nào mới phá hoại việc tu hành của người khác như vậy chứ? Cậu tin sao? Giải vũ thần bật cười, còn có một khả năng bình thường hơn, chính là có người đang giả ma. Nhưng dù là loại nào, cũng để tôi lên đó xem thử mới biết được, không phải anh. Chuyện quái dị, tất có ẩn tình. Giải vũ thần lại hy vọng, đây chỉ là vấn đề huyền học mà thôi. Gã cao to khen hợp lý, nhưng hắn biết, giải vũ thần sẽ không lên đó ngay, như vậy cực kỳ thiếu sáng suốt. Anh cần thời gian dài để cân nhắc và quan sát, trong thời gian này, hắn có thể tự tìm chuyện gì đó để làm. Hắn nhìn mục sư tiếng Trung kia, hỏi, trong nhà thờ còn xảy ra chuyện kỳ quái gì khác không, những chuyện chẳng có gì đáng để tâm ấy. Mục sư tiếng Trung ngẫm nghĩ, nhìn lỗ thủng trên sàn nhà bên cạnh, muốn nói lại thôi. Gã cao to đã hiểu, bảo giải vũ thần, cậu từ từ nghĩ. Nói đoạn nhảy xuống lỗ thủng, ngồi vào tầng ngầm bên dưới. Chương 2. Không gian bên dưới nhà thờ cao ước chừng nửa thân người, bên trong tràn ngập mùi của những năm 1800. Lúc Cao Kiều nhảy xuống đã nhận ra, sàn đá hoa cương của sảnh lễ nhà thờ vô cùng dày, hệ thống sưởi bên trên không thể truyền xuống dưới, cho nên tầng kép này lạnh vô cùng. Kết cấu bệ đá chống đỡ sàn nhà dựng giữa không gian như những cột trụ, mặt đất là những phiến đá thô phủ lên đất cát. Ánh đèn sảnh lễ rọi xuống, chỉ chiếu sáng một khu vực như hiệu quả đèn sân khấu, những chỗ khác đều hoàn toàn tối đen. Hơi ấm phả xuống qua lỗ thủng, có thể cảm thấy nhiệt độ trong này từ từ tăng lên. Cao Kiều nhìn quan tài nằm ngay dưới lỗ thủng sàn nhà, nắp quan tài có lẽ đã bị thứ bên trong đẩy sang một bên, nện xuống đất vỡ làm hai. Trong quan tài đã còn có một thi thể, là một xác khô đã hoàn toàn đông cứng co rút, râu ria xồm xoàm. Lông tóc vẫn được bảo tồn rất tốt, quần áo thì đã hoàn toàn oxy hóa thành màu đen. Có lẽ đây mới là chủ nhân của quan tài, thì ra thi thể được giấu vào đã đè lên mình thi thể vốn nằm trong quan tài. Hai thi thể này ngủ cùng nhau trong một cái hộp đá nhỏ suốt 60 năm, không biết có nảy sinh tình cảm không. Mục sư tiếng Trung ở trên kia bảo hắn, tôi đi lấy đèn pin cho anh. Lại nghe tiếng giải vũ thần, không cần. Cao Kiều tháo kính râm, bò vào bóng tối. Mục sư tiếng Trung ở trên kia nhìn hắn, có vẻ kinh ngạc, dưới đó tối lắm, vô cùng nguy hiểm. Anh nhìn thấy được sao? Cao Kiều không đáp, phía trên sảnh lễ quả thực quá sáng, hắn đeo kính râm vẫn cảm thấy khó chịu, chỗ này khiến hắn thoải mái hơn nhiều. Đương nhiên hắn có thể nhìn thấy, mắt hắn không giống người thường. Trong tầm nhìn của hắn, tầng kép tối tăm bên dưới sảnh lễ vô cùng rõ ràng, hơn nữa thứ hắn nhìn rõ nhất là những hạt bụi trôi nổi trong không khí. Trong mắt hắn, nơi càng tối, những hạt bụi này sẽ càng giống như bụi sao, phản chiếu ánh sáng màu xám bạc. Bạn sẽ không bao giờ biết được hình ảnh trong mắt hắn nếu bạn chưa từng trải qua nỗi sợ hắn từng trải qua.
những quan tài đá khác dưới tầng kép được bày xung quanh, sắp xếp hết sức ngay ngắn. Sâu trong bóng tối của không gian không có bụi sao lưu động, chứng tỏ dưới này không có vật sống. Nhưng vừa rồi, ánh mắt mục sư tiếng Trung đã chứng tỏ dưới này có thứ đáng để nghiên cứu. Hắn bò tới mười mấy bước thì trông thấy thứ đó. Nơi đây quả thực quá nhiều bụi, hắn che miệng, rồi bật cười. Hắn nhìn thấy thứ mình hoàn toàn không ngờ tới. Bao nhiêu năm nay, những chuyện hắn đã trải qua cực kỳ phong phú, đã không còn bao nhiêu chuyện mới mẻ khiến hắn kinh ngạc nữa. Nhưng thứ hắn nhìn thấy ở đây đúng là hết sức đặc biệt. Đó là một quan tài đá khác, trên quan tài toàn là ve sầu. Với thị lực của hắn, cánh ve sáng vô cùng, rất nhiều ve trên quan tài đá, hơn nữa đều đã chết, dù sao thì nơi này cũng thực sự quá lạnh. Hôm qua bên dưới chỗ này có rất nhiều tiếng côn trùng kỳ quái, sau đó đã biến mất. Mục sư tiếng Trung ở trên kia kể lại, ve kêu, giờ này hôm qua, ve ở đây còn sống. Không biết chúng từ đâu bò ra, kêu được một thời gian thì chết cống. Cao Kiều leo quan tài đá kia thì thấy trên thân quan tài này có rất nhiều vết nứt, hình thành một vài lỗ thủng. Quanh lỗ thủng ve sầu bu đông nhất, hiển nhiên đám ve đã chui ra khỏi quan tài qua lỗ thủng này. Ngoài thi thể, còn có thứ gì khác sao? Cao Kiều thầm nghĩ, hắn đến gần khe nứt quan tài thì thấy không khí xung quanh đột nhiên rút mạnh vào trong quan tài, hút cả bụi vào trong. Có thứ gì đó bên trong đang hoạt động, hắn nhíu mày, vừa rồi không hề có động tĩnh gì, phải chăng mình đến gần quan tài đã quấy rầy thứ gì đó? Vừa định thông báo lên trên thì 6-7 con ve đã bò ra từ khe nứt, lập tức bay lên, tông vào trần nhà, cột trụ, rồi rơi xuống đất, sau đó bắt đầu kêu lên. Tiếng ve kêu vô cùng vang dội, âm thanh giống như bùng nổ, khiến người ta đau đầu. Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu, kế đó, ve liên tục bò ra từ trong khe nứt, bay khắp nơi. Tiếng ve kêu lập tức vang vọng khắp tầng kép. Cao Kiều không thể không lùi lại mấy bước để tránh bị ve bay vào miệng. Trên mặt đất, Giải Vũ Thần ngẩng đầu tìm tuyến đường leo lên mà không phải đạp chân vào tranh tường, đột nhiên nghe thấy cả sàn nhà dưới chân đều cất lên tiếng ve kêu vang trời. Như bị đánh thức, anh nhìn thấy xác vũ hóa của đạo sĩ giữa không trung chợt nhúc nhích, mặt nó vốn hướng lên, lúc này từ từ lật lại, trở thành mặt hướng xuống. Anh nhìn thấy gương mặt của xác vũ hóa, trên gương mặt là biểu cảm hằn học oán hận cực độ. Mục sư tiếng Trung hoảng hốt kêu lên, không dám nhìn thẳng. Những mục sư quan sát trước đó trốn ngoài cửa không vào, lập tức đẩy cửa ra, giơ điện thoại lên bắt đầu chụp. Giải Vũ Thần thở dài, nhưng anh không dám dời mắt khỏi thi thể trong không trung, đồng thời anh nghe giọng Hắc Nhãn Kính dưới sàn nhà, tôi muốn mở một quan tài khác, trong quan tài này toàn là ve, có lẽ đã được người ta thiết kế, có liên quan đến thi thể. Có thể trong này còn thứ gì đó, cậu xuống đây giúp đi. Anh lên đây cho tôi. Vẻ mặt Giải Vũ Thần trở nên nặng nề, anh nhìn đôi mắt trắng giả của xác vũ hóa, dường như đang nhìn về phía mình. Sắp đánh nhau rồi. Chương 3. Giải Vũ Thần vừa nói xong, đột nhiên mục sư tiếng Trung bên cạnh chảy máu thất khiếu, không ai biết đã xảy ra chuyện gì, ông ta khuỵu xuống đất, sau đó ngã nhào. Giải Vũ Thần lập tức qua đỡ, lúc đỡ được người, tay anh áp vào mạch thì biết người này đã chết rồi. Anh túa mồ hôi lạnh, hiển nhiên chuyện xảy ra ở đây hung hiểm quá sức tưởng tượng. Anh quay đầu quát những người vây xem lùi lại, nhưng khoảnh khắc quay đầu, anh nhìn thấy tất cả mọi người đều thất khiếu chảy máu, đang lần lượt ngã xuống đất, hơn nữa người nào người nấy đều chết mà không kịp hé tiếng nào. Chỉ trong 4-5 giây, ngoài anh ra, tất cả mọi người trong sảnh lễ đều thiệt mạng. Mà khi anh nhìn lên trần nhà, thì đã không thấy thi thể đạo sĩ kia đâu. Tiêu rồi, đây là đại hung, anh gọi lớn một tiếng, Hạc Tử, đừng lên đây, anh đi mau. Gần như trong nháy mắt, đèn trong cả sảnh lễ đều tắt, thoát cái cả không gian rộng lớn đều bị bóng tối bao trùm. Anh cảm giác sau lưng có gì đó, lại ngửi thấy một mùi thịt thối, biết tên đạo sĩ kia đã leo lên lưng mình. Giải Vũ Thần không cần dùng não để suy nghĩ, lập tức cong lưng tung cả người ra ngoài, bay ra được 6-7 mét. Lực hông của anh cực kỳ đáng sợ, đồng thời trở tay, hai tay bắn ra hai viên thủy tinh, bắn về nơi mình vừa nhảy ra. Vì lúc lên máy bay không được phép mang theo bi sắt và các loại vũ khí, cho nên trên đường tới đây, anh đã mua một vài viên bi thủy tinh ở chợ đồ cũ. Sớm biết thế, anh đã nhờ bạn bè ở Nga mua giúp hai khẩu ạc rồi. Anh không nhìn thấy bi thủy tinh rơi xuống, chỉ nghe tiếng viên bi nện xuống sàn nhà hoa cương, vỡ tung, có lẽ không bắn trúng thứ gì. Giải Vũ Thần đứng dậy, đột nhiên cảm thấy hoa mắt, mũi cũng bắt đầu chảy máu, gần như cùng lúc anh lại cảm thấy thi thể bò lên lưng mình. Anh không biết thi thể mò tới bằng cách nào. Lúc này anh đã đến bên cạnh lỗ thủng trên sàn nhà, một cảm giác kỳ quái từ lưng truyền khắp cơ thể anh. Anh sắp chết, oán hận, cả không gian đều là cảm xúc oán hận. Trong khoảnh khắc này, anh cảm giác có một người đang đứng dậy từ cái hố sau lưng, giật lấy thi thể sau lưng anh.
có lẽ là nắm tóc của thi thể, kéo nó ra khỏi người mình. Kế đó, anh nghe thấy một tiếng động lớn, dường như là tiếng phiến đá nào đó nện xuống sàn nhà đá hoa cương. Âm thanh đó rất lớn, khiến đám ve sầu hoảng hồn không kêu nữa. Sau khoảng 3-4 giây, đèn trong sảnh lễ lại lần lượt sáng lên, thì thấy Hắc Nhạn Kính lúc lắc cổ, đeo kính râm lên quay lưng về phía anh, chẳng biết tên này leo ra khỏi hố từ lúc nào. Có một cái nắp quan tài đá khổng lồ nằm dưới đất, đã vỡ vụn, không thấy thi thể đạo sĩ đâu, nhưng phân tích từ điểm nhìn của Hắc Nhạn Kính, Giải Vũ Thần cảm thấy chuyện vừa rồi, có lẽ là Hắc Nhạn Kính đã dùng nắp quan tài làm cánh cửa, đè bẹp thi thể bên dưới. Quỷ ám thì ám, tắt đèn làm gì, tận tâm thế. Hắc Nhạn Kính nói, anh giải quyết nó rồi, chắc vậy, không thì nó đã đứng lên lại rồi, mỏng như tờ giấy, giống nhân vật trong phim hoạt hình ấy. Tôi sẽ cười chết mất. Hắc Nhạn Kính ngồi xuống, hắn có thể thấy trong không khí đầy những mảnh vụn cánh ve nhỏ li ti. Đèn ở đây sáng choang, những mảnh vụn này phát sáng như kim cương vậy. Cả không gian đều là mưa kim cương, chẳng phải bảo anh đi sao? Vé máy bay đến đây đắt quá, sao để cậu có chuyện được? Tôi còn muốn ăn Tết ấm no. Hắc Nhạn Kính đột nhiên đổ người xuống đất. Giải Vũ Thần cảm thấy không ổn, chạy tới thì thấy Hắc Nhạn Kính bắt đầu chảy máu thất khiếu. Anh thế nào? Dưới đấy còn một con nữa, đành nhờ cậu rồi. Thể chất tôi khuyết một mặt, tôi gượng được, thứ bên dưới tạm thời không giết được tôi, nhưng cũng không gượng được quá lâu. Giải Vũ Thần thở dài, bước ra mấy bước, cầm lấy một chiếc điện thoại đang chụp ảnh, mở đèn pin lên, sau đó xoay người nhảy xuống hố. Đồng thời bảo, nói sơ tình hình, là một đôi thần tiên quyến lữ, người nam bị đập bẹp rồi, người nữ vẫn còn bên dưới. Có lẽ hai người này âm dương song tu, muốn cùng nhau thành tiên, nhưng đều bị gửi đến nước Nga, có người không cho bọn họ được như ý. Hơn nữa thi thể người nữ còn bị đóng đinh trong quan tài, trong đó trải vữa, nuôi đầy ve sầu, khiến người nữ không vũ hóa được. Như vậy là muốn người nam nhìn người phụ nữ của mình không thể vũ hóa, bản thân cũng không thể vũ hóa, mãi mãi không được gặp nhau. Giải Vũ Thần nhíu mày, ác độc vậy, là vì đố kỵ sao? Phải đấy, có chuyện để kể rồi. Tình yêu hèn mọn cỡ nào, hèn mọn cỡ như không mua nổi vé máy bay về nước ấy. Giải Vũ Thần giơ điện thoại lên, thì thấy trong tầng kép đã xuất hiện biến đổi cực lớn. Cả tầng kép đâu đâu cũng là ve sầu đã chết hết, trên đống xác ve sầu mọc lên một loài hoa nhỏ nhiều cánh màu trắng, giống như hoa đào vậy, nở rộ rực rỡ. Trong không khí tràn ngập một mùi hương thấm đẫm lòng người, thi thể nữ ngồi ở chính giữa thảm hoa, lưng dựa vào một quan tài đá. Bà ta mặc đạo bào màu trắng, vô cùng sạch sẽ và chỉnh tề. Ngoài gương mặt trắng bệch thì không hề có dấu hiệu thối rữa. Vẫn theo cách của anh, thẳng tay đập bẹp sao? Thi thể này giải quyết theo cách của cậu đi. Cậu nhìn thấy gì? Hoa, rất nhiều hoa. Cậu may mắn thật, thứ tôi thấy lại không phải hoa. Nhờ cả vào cậu chết tôi cũng sẽ chết. Từ chỗ Hắc Nhạn Kính nằm, hắn vừa hay có thể trông thấy khe hở dưới phiến đá đập chết đạo sĩ. Từ khe hở còn có thể trông thấy một phần gương mặt bị đè bẹp. Trong mắt màu trắng đục ngầu đang nhìn chằm chằm vào Hắc Nhạn Kính. Hắc Nhạn Kính cười, bảo nó, hai chúng ta cứ hóng đi. Chương 4. Điều khiến Giải Vũ Thần bất ngờ là cả không gian lại không hề có mùi gì khiến người ta khó chịu trong lòng. Anh chống ngón tay xuống đất để cơ thể duy trì tư thế như một con mèo, từ từ bò về phía xác nữ kia. Nếu bạn có mặt ở đó, bạn sẽ hiểu, động tác di chuyển trong không gian thấp này của Giải Vũ Thần cực kỳ linh hoạt và điêu luyện. Cả khung xương anh đều điều chỉnh thành trạng thái của mèo, lại không hề cảm thấy năng lực vận động bị giảm sút vì tư thế bò. Ngược lại bạn sẽ hiểu rất rõ, anh vẫn có thể tăng tốc trong nháy mắt. Về bản chất cũng vậy, trước giờ Giải Vũ Thần chưa từng sợ không gian chật chội phức tạp. Xác nữ vô cùng xinh đẹp, làn da như thể đã hóa ngọc, có thể nhận thấy bề mặt da thịt có hiệu ứng của phỉ thúy băng chủng bán trong suốt, mạch máu bên trong nhìn như vân đá phỉ thúy. Xử lý theo cách của anh thì đây là một ám thị, Giải Vũ Thần biết tiếp theo phải làm gì. Muốn thương lượng không? Giải Vũ Thần ngồi xuống cách xác nữ 4 mét, xem như ngồi cùng với nó giữa thảm hoa. Sơ mi bên trong của anh màu hồng, ngồi đối diện với xác nữ áo trắng được hoa trắng bao quanh, ngược lại có vẻ giống nhân vật chính của bức tranh hơn. Xác nữ ngồi yên bất động. Đèn pin điện thoại chiếu vào nó phản chiếu ánh sáng ngược lại, xung quanh càng thêm sáng hơn. Đối với một đôi tình nhân mà nói, nếu hai người tuổi tác tương đương, khi còn sống, cũng không cần phải bận tâm chuyện ai chết trước chết sau, bởi vì ngoại trừ bệnh tật, không thì sẽ không chênh lệch quá xa. Trừ phi lúc bọn họ yêu nhau, tuổi tác đã cách biệt quá lớn. Giải Vũ Thần nói với xác nữ, biết hai người không thể bên nhau trọn đời, định sẵn sẽ có người một ra đi rất sớm, vì thế bí quá hóa liều,
hai người cùng nhau thành tiên vũ hóa để tình cảm được đời đời. Sát nữ vẫn không hề động đậy, giải vũ thần nói tiếp, lúc tôi mới quan sát, đã nhận ra không ổn. Tình lang của bà là cái người bay trên trời đó, cũng không phải sát tiên vũ hóa, mà một vỏ bọc nhân tạo. Bên trong nhét đầy cánh ve, khiến bà cảm thấy trong người ông ta có hơi thở của địa tiên. Bà và ông ta muốn cùng nhau vũ hóa thành tiên, nhưng bà lại không biết, ông ta vốn không hề muốn đời đời ở bên bà. Tôi nhìn tuổi của bà, lúc nhập định thành thi, chẳng qua mới hơn 20 tuổi. Bà ngây thơ cho rằng, một người đàn ông lớn tuổi sẽ có dũng cảm nhập thổ đời đời tương ái với mình. Nhưng bà bị lừa rồi. Sau khi bà chết, trong khi bà vũ hóa cho tình yêu vĩnh hằng, thì ông ta đã tiêu sái sống hết cuộc đời mình, rồi bước vào luân hồi. Giải vũ thần nói, hơn nữa ông ta sợ bà thành tiên, sẽ báo thù đời sau của ông ta, thậm chí còn đưa bà đến đây, để bà không được siêu sinh. Bằng mắt thường, giải vũ thần có thể thấy trên gương mặt sát nữ xuất hiện một vết nứt mảnh. Cuộc đời bà toàn là uổng phí. Bà cũng biết, dù tôi không làm gì cả, sau khi mặt trời lên, bà cũng rất khó có lại ý thức. Tôi không biết bà đã làm gì bạn tôi, xin bà tha cho anh ấy. Có lẽ tôi sẽ giúp bà vũ hóa được, chí ít sẽ không tan thành mây khói. Gương mặt sát nữ có thêm nhiều nếp nhăn mảnh, giải vũ thần thấy hoa trắng xung quanh bắt đầu héo úa hàng loạt. Anh chợt cảm thấy trên người mình ngứa râm ran, đùng điện thoại rọi thử, thì phát hiện trên tay toàn vết móng tay cào, không biết bị lúc nào. Giải vũ thần cực kỳ bình tĩnh, khi anh dùng đèn pin rọi về phía trước, bỗng nhìn thấy sát nữ kia đã áp sát, ở ngay trước mặt mình. Gương mặt sát nữ đã hoàn toàn rạn nứt, có thể trông thấy bên trong toàn là vỏ xác của ấu trùng ve sầu. Không biết đây là tà thuật gì? Giải vũ thần nói, bà có tức giận cỡ nào, thì điều tôi nói cũng là sự thật, thứ nằm cạnh bà 60 năm là một người giả. Miệng của sát nữ đột ngột há toạc ra, vặn vẹo với một tỷ lệ con người không thể làm được, cả gương mặt cực kỳ dữ tợn. Giải vũ thần nhắm mắt lại, đàn ông là cái loại, thành tiên rồi đều sẽ lừa bà. Lúc nói câu này, toàn thân giải vũ thần đã căng cứng, chuẩn bị bật ra ngoài bất cứ lúc nào. Vật lộn với sát nữ ở một không gian như thế này, anh tự tin sẽ chiếm được chút ưu thế, nhưng có đôi khi, anh không thích làm công việc thể lực. Khi anh mở mắt ra lần nữa, đã không còn thấy sát nữ đâu. Giải vũ thần chật một tiếng, gọi, hạt tử. Sát nữ đó đã đi xác nhận thi thể bên ngoài, xem có phải người yêu của mình không. Khoảnh khắc thi thể bò ra khỏi lỗ thủng, hắc hạt tử bên kia đã mai phục sẵn, đợi ngay trên lỗ thủng, giơ một băng ghế dài ngồi lễ, đập thẳng xuống đầu sát nữ. Sát nữ đã ngọc hóa, một đòn khiến cả cái đầu đều nát vụn, sát ve bên trong vải đầy đất. Hắc hạt tử bước tới, đạp nát tất cả. Miệng lưỡi cậu đáng sợ quá. Hắc hạt tử phun ra một búng máu, nói với giải vũ thần xách cái xác không đầu, bò lên khỏi lỗ thủng. Vì tình cảm mà thành tiên, vốn đã là một mệnh đề giả. Giải vũ thần bắt mạch cho hắc hạt tử, tôi còn cứu được không? Mấy thứ này, hình thể vỡ rồi, năng lượng cũng tan biến. Có lẽ anh không sao đâu. Hai người đều thư giãn các khớp, giải vũ thần đúng là không hề căng thẳng, đẩy cái nắp quan tài trên thi thể nam đạo sĩ ra. Hắc hạt tử hỏi, vừa rồi cậu nói thật sao? Hay chỉ là bịp bà ta thôi? Giải vũ thần nhìn sát nam bị đè bẹp, chỉ là một cái vỏ bọc được may từ da heo mà thôi. Ngoái lại nhìn sát nữ không đầu, rồi trả lời hắc hạt tử, tôi lừa bà ta thôi, ông ta yêu bà ta thật. Hắc hạt tử chợt hiểu ra, thở dài, tình yêu hèn mọn. Sát nữ không đầu lẳng lặng nằm đó, từ từ mất đi độ sáng bóng. Chương 5. Georgi Apollonovich Gapon là một con chuột nổi tiếng của sở cảnh sát xanh Petersburg, bởi vì từng bị camera quay lại cảnh nó dọa một cảnh sát, nên nổi tiếng trên YouTube. Giải vũ thần rất muốn gặp thử con chuột này, tuy biết đây có khả năng cao là linh vật mang tính tượng trưng. Đã mấy năm từ khi Georgi Apollonovich Gapon bị ghi hình, mùa đông ở Saint Petersburg rất khắc nghiệt, có thể nó đã chết trong đường ống sưởi nào đó rồi. Sự kiện tử vong ở nhà thờ chắc chắn cần cho lời khai thời gian dài, hệ thống hành chính của Nga hiệu suất rất thấp, anh đã chuẩn bị tâm lý sẽ phải ở lại Nga tương đối lâu. Lúc này ngồi trong phòng thẩm vấn, thuật lại với điều tra viên một câu chuyện nửa thật nửa giả. Cũng may hệ thống camera hiện nay phát triển, anh và hắc hạt tử có lẽ không đến nỗi ngồi tù oan. Cuối cùng, câu chuyện này được lưu truyền trong nước, là một phiên bản mà bọn họ không tưởng tượng được. Người ta luôn hy vọng sau khi vào nhà thờ, câu chuyện sẽ xảy ra hết sức hoa mỹ, dù sao cũng là vùng đất của chính giáo phương Đông, cũng là một trong những nhà thờ có thẩm mỹ phức tạp nhất. Nhưng trên thực tế, chuyện xảy ra trong nhà thờ vô cùng áp lực và đáng sợ. Nếu anh hoặc hắc hạt tử đơn độc đi vào công trình này, chắc chắn sẽ không trở ra được. Trên người hai người đều có tàn dư độc tố cực mạnh,
Cuối cùng Hắc Hạt Tử cõng anh ra ngoài, rồi rơi vào hôn mê sâu. Sau đó anh dùng chút sức lực cuối cùng, bò trên nền tuyết 1 km, tìm được ông già rải muối, cứu được cả hai. Dấu vết bò trên tuyết 1 km này toàn là máu. Nếu anh bò chậm một chút, Hắc Hạt Tử sẽ chết cóng trong gió rét. Theo lời khai của ông già đó, lúc ông ta nhìn thấy một người bò về phía mình, cũng không biết anh đã trúng độc, tốc độ bò của người đó đúng là quá nhanh. Cuối câu chuyện này không mang bao nhiêu mỹ cảm, mà là tính toán chuẩn xác. Thể lực của Hắc Hạt Tử, thể lực của anh đều là một phần của ván bài, không sai mảy may. Cũng may hai người đều sống sót, nghe nói Hắc Hạt Tử đã tỉnh lại, sắp có thể tiến hành cho lời khai. Mà anh đã gọi điện cho quản lý sản nghiệp gia tộc ở Nga, bắt đầu hoạt động tích cực, tranh thủ sớm ngày kết thúc chuyện này. Kết quả nghiệm thi, tất cả người Nga trong nhà thờ đều trúng kịch độc mà chết, độc đến từ một loại phấn trên cánh ve sầu. Sau khi bọn họ xuất hiện phản ứng trúng độc, lập tức dùng áo che mũi miệng, giảm thiểu hấp thu. Xác đạo sĩ lơ lửng thực ra là được treo trên mái vòm, không phải bay giữa không trung, bên trong chứa đầy loại ve độc này. Khi đó, toàn bộ trứng ve đều nở ra, bò khắp mình thi thể, hết sức đáng sợ. Cha xứ quan sát muốn đuổi đám ve này đi để có thể chụp toàn diện thi thể, đã mở máy sưởi ở gần mái vòm, kết quả gió thổi một hơi, cổ của thi thể đứt lìa, rơi bịch xuống. Thoát cái ve sầu bay loạn xạ trong khắp sảnh lễ, khi ấy Hắc Hạt Tử đang điều tra trong tầng kép, giải vũ thần bịt mũi miệng dùng bi thủy tinh bắn ve sầu, nhưng vẫn trúng độc, Hắc Hạt Tử khiêng quan tài úp lên thi thể, để những con ve còn sót lại không bay ra được. Sau đó Hắc Hạt Tử trúng độc, nói với anh, trong tầng kép còn có một thi thể. Giải vũ thần đi xuống, nhưng khi anh nhìn thấy thi thể, thì biết là có người cố tình gài bẫy. Anh xử lý xong xác nữ trong tầng kép, quá trình này cực kỳ nguy hiểm, bầy ve bên ngoài cũng mất đi độc tính. Đây giống như một loại cổ độc, sinh ra từ oán niệm. Nhưng lúc này cơ thể anh đã bị tổn hại cực kỳ nghiêm trọng, bắt đầu xuất hiện ảo giác bỗng mạc mạnh mẽ. Màu sắc rực rỡ, đâu đâu cũng là hoa tươi, đây là một trải nghiệm thần kỳ. Lúc Hắc Hạt Tử cõng anh đi ra ngoài, trên những bức tranh tường, trên đá hoa cương, trên nền tuyết, đâu đâu cũng là hoa tươi tuyệt đẹp. Nhưng anh không giấu giếm câu chuyện đằng sau, thực ra đây là một người phụ nữ bị phụ tình, thứ treo trên mái vòm là một hình nộm da heo, không phải thi thể thật. Khiến giải vũ thần khó chịu nhất là việc dùng da heo, bởi vì gã người đàn ông của bà ta không chỉ bắt bà ta đi tu luyện thứ vũ hóa gần như không thể thành công khi mới hơn 20 tuổi, khiến bà ta chết vì tình, hơn nữa còn dùng da heo làm hình nộm của mình để bà ta tưởng rằng được song tu. Đây là một sự xem thường cực độ, nghe như một trò bịp vô cùng ác độc. Nhưng chuyện xác nữ và da heo đến nước Nga, giấu trong mộ phần bí mật của một nhà thờ quan trọng thì cần tốn rất nhiều công sức. Đây rốt cuộc là hành vi của một người hay thực ra có hai người, một người hãm hại, một người lợi dụng người phụ nữ thê thảm này làm một trận phong thủy sát nhỏ có oán khí cực nặng. Còn nữa, vì sao lại bỏ tờ báo kia vào trong quan tài để nhà thờ liên hệ với anh? Hai ngày sau, trong bệnh viện, giải vũ thần được ba cảnh sát giám sát đến thăm Hắc Hạt Tử. Hắc Hạt Tử đưa cho anh một tờ báo. Một quan chức cấp cao của Nga đột tử, nghi ngờ là bất ngờ mắc bệnh nặng, ung thư nhiều chỗ dẫn đến suy kiệt. Ông ta là một trong những nhà tài trợ quan trọng của nhà thờ chính tòa Thánh Isaac, luôn được sự che chở của cấp cao, thức ăn và không khí đều không có vấn đề, trước đó cũng hết sức khỏe mạnh. Một trong các ông chủ của nhà thờ chính tòa Thánh Isaac, ông ta lớn lên trong nhà thờ, trước 10 tuổi vẫn luôn ở đây, sau đó rời nhà thờ phát triển sự nghiệp. Nơi này xem như nhà tổ của ông ta, 200 năm nay cả gia tộc bọn họ đều có truyền thống này. Có người dùng xác nữ và da heo kia để làm một phá cục phong thủy ở đây, thủ pháp cực kỳ ác độc. Ý anh là, 60 năm trước, đã có người chuẩn bị sẵn phá cục này trong nhà thờ, rút mất khí mạch của gia tộc bọn họ. Chưa chắc là 60 năm trước, cậu nhận định thời gian này là vì tờ báo kia. Hắc Hạt Tử nói, cục này sẽ không quá lâu, mới được bày mấy năm nay, thời gian trứng ve nở đã được tính kỹ. Đây là một thầy phong thủy lớn ở Trung Quốc, đang phục vụ cho chính đấu ở Nga. Cho nên, năng lực đằng sau hai bên rất lớn, mới có khả năng vận chuyển thi thể từ trong nước đến đây dễ dàng như vậy. Lợi dụng tờ báo này để gọi chúng ta tới, chỉ là để chúng ta đến hốt bãi thôi. Cục phong thủy đã làm xong, đã giết được người, không ai thu dọn tàn cuộc, sẽ hại đến người khác. Hắn chắc chắn không muốn ra mặt thu dọn, nên để chúng ta đến xử lý. Ồ, hơn nữa không phải nhắm vào cậu, mà là nhắm vào tôi. Hắc Hạt Tử nói thêm. Giải vũ thần trầm mặc, Hắc Hạt Tử hỏi, cậu không hỏi vì sao à? Giải vũ thần đáp, nếu là vậy, anh phải tự trả chi phí mới đúng. Tôi đã cứu cậu một mạng.
tôi cứu anh một mạng thì có. Ok, được, không cãi nữa, nghe cậu hết. Cậu nói nhắm vào ai thì là người đó. Hắc Hạc Tử thấy một người Trung Quốc đến ngoài cửa, thì biết vì sao Giải Vũ Thần không tiếp lời, cũng phối hợp gây gỗ. Người đến đi vào, bắt tay với cảnh sát bên cạnh, nói một tràng tiếng Nga, rồi trình văn bản. Sau đó cười với hai người, các anh được tự do, đại sứ quán cho mời, tối nay chuẩn bị cơm tối. Thể diện lớn phết, Hắc Hạc Tử tấm tắc, không phải tôi sắp xếp. Giải Vũ Thần nói, nhìn người Trung Quốc kia, vừa nhìn đã biết xuất thân quân đội, chỉ là mặc đồ Tây mà thôi.